một tí. Em ơi chị có đau quá. Cố gắng lên nhá. Con em mấy đồng để thôi, em đến ăn cho lớn nhá, nhanh lớn nhá, ngoan nhá. Đói à, con đói à, đây mà.
cổ mẹ. Xong rồi.
Ra đây ở được một thời gian rồi.
con cố gắng lên nhá. Cố gắng trông con cho mẹ là được, không không cần phải nghĩ nhiều nhá. Nhà chị ở đây sao không ạ? Nhà chị cũng ở thôn Ngọc Linh đấy, nhà chị ở thôn Linh Kiều. Nói chung có cách xa thôn mình đấy. Dạ, cách xa. Nhau như này nếu mà em không giúp đỡ thì không biết là thằng bé đi đến đâu nữa. Bây giờ ở với em mới thời gian giờ nó về nó ở với chị nó còn nhớ em ấy. Thôi giờ cũng muộn rồi, ba mẹ còn đây em đi nấu cơm ăn không về. Thôi em ạ, nhà chị giờ chị cũng không ở được, có dịp khác thì chị sang thì chị ở với mẹ con đi chơi và ăn cơm nha em sau. Hôm nay thì nhà chị có chút việc nên là ba mẹ con xin phép em là về trước còn chả biết cảm ơn em thế nào, chỉ biết nói câu cảm ơn với em thôi. Không có gì đâu ạ. Hôm nào cô sang chơi với em sau nhá. Nào dẫn em ủi, anh ủi sang chơi với em sau nhá. Đây, cô đi về đây. Về đi con ơi. Về đi, hôm nào mình lại sang chơi với cô tiếp. Mời anh và mời cô đi. Chơi là vui rồi. Thôi em cứ cầm đi cho chị vui, chị không có nhiều chị đâu em. Chị để cho các cháu mua bánh mua quà để ăn. Rồi chị cũng không có nhiều, chị cho cháu để cháu mua sữa mua cháu để cháu ăn cho lớn nhá, nhanh lớn nhá, ngoan nhá. Thôi chị đi về nhá. Bye bye hai mẹ con nhá. Rồi hôm nào có dịp thì chị lại đến chơi sau nhá. Vâng. Mẹ xin nè, mẹ xin nè. Mẹ xin nhé. Mẹ đây mà, mẹ đây mà. Để mẹ cho nè. Thank you.
khóc với con nhé. Cô cho cả thịt nữa. Mom, yeah, mom, yeah.